tục đến với diễn biến đấu phá thương khung phần 5. Cổ Hà và Vân Vận đã được Vân Sơn tổ chức đình hồn. Trước ngày hồn lễ, Vân Làm Tông được trang trí vô cùng tráng lệ. Vân Sơn cũng không quên nói chuyện với Cổ Hà. Sau lễ thành hồn, Cổ Hà chính là người của Vân Làm Tông rồi. Tông môn lớn như vậy, sau này cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Lời này chính là đang lôi kéo, nhắc nhở trách nhiệm. Nhưng Cổ Hà cũng miệng lưỡi lươn lẹo không dám nhận. Còn khen ngợi thành tựu của Vân Sơn sau này không thể đo lường. Vân Làm Tông dưới sự dẫn đầu của lão chắc chắn sẽ ngày càng lớn mạnh. Lời này có ý muốn thoái thác trách nhiệm. Cổ Hà bộc lộ mong muốn rằng sau hồn lễ, lão hãy mở phong ấn trong người Vân Vận. Hắn muốn đưa nàng ra ngoài đi dạo. Vân Sơn đồng ý với yêu cầu này. Trong khi đó, Vân Vận thì lại ủ rũ, áo cưới cũng được người hầu mặc xong xuôi rồi. Tên cường giả hồn điện đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của Vân Sơn và Cổ Hà. Vân Sơn nói rõ ý đồ, lão biết Cổ Hà sẽ dùng mọi cách để bảo vệ hồn lễ. Cho nên mục đích Vân Sơn lôi kéo Cổ Hà chỉ là muốn mượn tay vị đan vương này để tiêu hao sức lực Tiêu Viêm mà thôi. Tên cường giả hồn điện tỏ vẻ hứng thú với Cổ Hà. Sức mạnh linh hồn của hắn cũng được đánh giá là một linh hồn thể ưu tú. Với năng lực của luyện dược sư lục phẩm thì lợi ích vô cùng lớn đối với Vân Làm Tông. Cho nên lão rất không vui vì tên hồn điện đã nhắm vào Cổ Hà. Nhưng gã ta lại uy hiếp ngược lại Vân Sơn. Hồn điện có thể giúp Vân Sơn từ cõi chết đột phá lên đấu tông thì cũng có thể khiến lão ta tay trắng. Vân Sơn nghe vậy, liền ngoan ngoãn nghe theo. Đúng hẹn lại lên, vô số khách mời đi tới tham gia hồn lễ. Lần này Vân Làm Tông trị tay rất mạnh, rất nhiều người được mời tới, họ đều vui vẻ chúc mừng. Vân Sơn đứng lên cảm ơn những vị khách đã không ngại đường xa vạn dặm đến chúc mừng hồn lễ. Ngay sau lời tuyên bố bắt đầu, vô số pháo hoa được bắn lên chúc mừng. Tuy nhiên, còn chưa kịp để hai người bái thiên địa thì Tiêu Viêm đã đến. Hắn trực tiếp vung huyền trọng xích tấn công Vân Sơn. Lần lượt từng người cũng xuất hiện. Hắn tuyên bố hôm nay là hôn sự hay tang sự thì vẫn chưa biết đâu. Vân Sơn vẫn không lo lắng, trên miệng khiêu khích ngược lại Tiêu Viêm, khách khứa thấy chuyện này cũng nhìn nhau. Tiêu Viêm bộc lộ rõ sự tức giận đáp trả lại lời mỉa mai của Vân Sơn. Vân Sơn để ý phía sau Tiêu Viêm có cả pháp mã và gia hình thiền, nên lập tức lên tiếng hỏi thăm, trong lời nói ẩn ý nhắc nhở. Gia hình thiền cũng trực tiếp chỉ trích Vân Sơn, điều này làm cho lão tức giận. Trong khi đó, Vân Vận lại vô cùng xúc động. Tất cả những điều này đều lọt vào con mắt của Cổ Hà. Hắn tức giận vì sự xuất hiện của Tiêu Viêm làm cho Vân Vận thay đổi, cho nên lập tức chỉ trích Tiêu Viêm dám đến đây phá đám. Tiêu Viêm trực tiếp tuyên bố hôm nay chấm dứt ân oán, hoặc là hắn hoặc là Vân Lam Tông sẽ bị tiêu diệt. Cổ Hà đã xác định gia nhập vào Vân Lam Tông thì cũng không tránh được ân oán này. Dù biết mục đích là lôi kéo mình, nhưng Cổ Hà lại mặc kệ. Hắn ái mộ Vân Vận nên cũng tình nguyện gia nhập liên minh Vân Lam Tông. Hai bên lời qua tiếng lại một lúc, Cổ Hà chủ động muốn tự mình xử lý Tiêu Viêm. Hai bà đồng cảm thấy lo ngại về chuyện này. Trên quảng trường có không ít cường giả có giao tình với Cổ Hà. Nếu hắn muốn nhúng tay vào thì e là những người khác sẽ không đứng nhìn. Đúng là có chút phiền phức. Tiêu Viêm vội lên tiếng trấn an. Hắn lên tiếng ủy hiếp. Đây là ân oán riêng của hắn và Vân Lam Tông. Những ai nhúng tay vào đều sẽ trở thành kẻ địch của hắn. Trong vòng 10 chiều, nếu đối phương không thua thì Tiêu Viêm hắn sẽ lập tức lui bình. Nếu kết quả ngược lại thì Cổ Hà đừng nhúng tay vào nữa. Cổ Hà đáp ứng với điều kiện này. Đây chính là cơ hội để đánh bại Tiêu Viêm, giành lấy tình cảm của Vân Vận. Cổ Hà lập tức cầm kiếm xông lên. Tiêu Viêm cũng thu hồi huyền trọng xích ngăn cản. Những người xung quanh đồng loạt lùi về sau. Hai người giao chiến liên tục. Vì Cổ Hà cũng nắm giữ một loại hỏa diễm nên chiến lực chỉ ít có thể so với đấu hoàng 4-5 tình. Từ nãy tới giờ đã trải qua 8 chiêu rồi, vậy mà Cổ Hà vẫn hiền ngang. Mọi người đều cho rằng Tiêu Viêm sẽ thất bại, ngay cả Vân Sơn cũng nghĩ như vậy. Tuy rằng chiến lực của nam chính có thể so với đấu hoàng, nhưng lão biết cảnh giới chân chính lại chỉ là đấu vương. Muốn đánh bại Cổ Hà trong vòng 10 chiêu thì đúng là nằm mơ. Tiêu Viêm thì vẫn tự tin cho rằng giải quyết trong vòng 2 chiêu là đủ. Hắn lập tức sử dụng đấu kỹ Tam Thiên Lôi Động di chuyển vòng quanh xung quanh, tốc độ vô cùng nhanh, không thể nhìn rõ. Cổ Hà nhanh trí sử dụng thiền nhãn khóa mục tiêu rồi đánh ra một đòn công kích vào vị trí của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vội sử dụng chiêu thức sư tử toái kim ngân, thét ra một tràng sư tử khống khiến Cổ Hà choáng váng. Cổ Hà bay lên trên thoát khỏi phạm vi công kích rồi xuất đấu kỹ. Tiêu Viêm cũng xông lên đánh trực diện. Vụ va chạm nổ ra, đấu kỹ của Cổ Hà bị dị hỏa phá tan, bản thân cũng bị trọng thương. Đến đây thì kết quả thắng bại đã phân. Cổ Hà thừa nhận mình đã bại trận và thừa nhận lựa chọn của Vân Vận không sai. Sai ở đây là bản thân mình không bằng Tiêu Viêm. Hắn sẽ không nhúng tay vào tranh chấp giữa Tiêu Viêm và Vân Làm Tổng nữa. Nói xong liền cáo từ rời đi. Khách khứa đến tham dự thấy vậy cũng không nán lại nữa. Họ đồng loạt cáo từ rồi quay về.
như vậy là ý định lôi kéo các thế lực bên ngoài đã thất bại. Vân Sơn vẫn tự tin bình thản. Lão thừa nhận Tiêu Viêm đã tiến bộ rất nhiều, cho nên lần này tuyệt đối sẽ không thể để cho hắn còn sống mà rời khỏi đây. Lão ra lệnh cho toàn bộ mọi người trong Vân Lam Tông giết hết những người xâm nhập. Phía Tiêu Viêm cũng lập tức sàn đội hình chuẩn bị chiến đấu. Nhưng mà trước khi đánh nhau thì hai bên vẫn không quên dùng miệng lưỡi công kích. Đám người Vân Lam Tông nhanh chóng xông lên, Tiêu Viêm cũng sử dụng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến để gia tăng thực lực. Vân Sơn bạo phát lực lượng, sau đó thì lại tiếp tục miệng lưỡi công kích. Còn chưa đánh nhau mà đã 5 lần 7 lượt, đúng là quá cầu dở. Lão Tài chậm rãi bước lên, Tiêu Viêm thấy vậy cũng động thủ, liên tục di chuyển xung quanh. Nhưng với nhãn lực của Vân Sơn thì tốc độ của Tiêu Viêm cũng không quá đáng ngại. Lão dễ dàng ngăn cản công kích, Tiêu Viêm vẫn liên tục tấn công. Vân Sơn tránh né, đồng thời tung chiêu ngăn cách không gian trục xuất hắn đi chỗ khác. Nam Chí nhanh chóng phá vỡ không gian trước mặt, xuất hiện trước mặt Vân Sơn rồi tiếp tục giao thủ. Bóng ảnh hai người liên tục va chạm vào nhau. Tốc độ đúng là rất nhanh, nhưng lực đạo lại hơi kém. Vân Sơn chỉ cần tung một trường phản công đã đánh bay Huyền Trọng Xích. Tiêu Viêm lần nữa lao tới tung chiêu bắt cực băng, thành công đẩy lùi đối thủ về sau. Vân Sơn ngưng tụ một tầng kết giới ngăn cản, buộc Tiêu Viêm phải liên tục công kích. Dưới sức tấn công liên tục, kết giới cuối cùng cũng bị đánh tan. Vân Sơn cũng bị ăn một đấm, đánh bay ra tít xa. Lão vô cùng phẫn nộ vì trận đòn này. Từ khi tiến vào đấu tông tới nay, thì Tiêu Viêm chính là người đầu tiên để lại vết đấm trên người lão. Lão bộc phát đấu khí, luồng đấu khí cuồn cuộn như thế chẻ tre liên tục tỏa ra xung quanh làm không gian phải chấn động. Đồng tính quá lớn khiến cho hai ba đồng cũng giật mình lo sợ. Tiêu Viêm cảm thấy thực lực lão ta không hề yếu hơn Tô Thiên Đại Trưởng Lão, e là chỉ có Mị Đỗ Toa mới sánh được. Tiêu Viêm sử dụng dị hỏa để đối phó, nhưng Vân Sơn vẫn không chút e ngại. Tốc độ lão ta nhanh chóng mặt, lão liên tục tấn công chèn ép Nam Chính và thế khó. Trận chiến của hai người phá hủy vô số ngọn núi, khói bụi bay tứ tung làm che mắt tầm nhìn. Hắn định nhân cơ hội này đánh úp, nhưng Vân Sơn đã kịp lúc ngăn cản. Nhân cơ hội lão bị cầm chân, dược lão lập tức hiện ra tấn công. Thế là Vân Sơn không kịp trở tay nên bị dính thêm một đòn nữa. Thân thể bị đánh rơi xuống dưới. Điều này lọt vào con mắt của các trưởng lão và đệ tử. Bọn họ vô cùng bất ngờ và hốt hoảng. Vân Sơn gắng gượng đứng dậy. Dù dược lão có mạnh đến đâu thì sẽ có người tới đối phó, cho nên Vân Sơn không quá e ngại. Lão tiến lên tuyên bố, nếu đã hiện thân rồi thì ở lại đây đi. Vừa dứt lời thì một luồng khí đen đã xuất hiện, bộ dạng vô cùng quỷ dị, tên cường giả hồn điện gọi là Thứ Hộ Pháp. Dược lão cũng cảm thấy ngưng trọng, đối thủ này rất mạnh, cho dù lão ra tay cũng khó mà giết được. Dược lão sẽ đối phó Thứ Hộ Pháp, còn Tiêu Viêm thì sẽ đối phó Vân Sơn. Thông qua lời nói chuyện của bọn chúng, hắn biết được hồn điện đang nhắm tới là miếng đà xá cổ đế ngọc. Rất nhanh chóng, hai bên cũng đồng thủ, Thứ Hộ Pháp xông lên tấn công kịch liệt. Tiêu Viêm định hỗ trợ sư phụ nhưng đã bị chặn lại. Trận chiến của Thứ Hộ Pháp và Dược Lão còn kịch tính hơn trận đấu trước đó. Nhờ vào dị hỏa nên Dược Lão có thể đánh ngang tay với đối thủ, ép cho gã ta phải tung ra thực lực mạnh hơn. Nhờ vào cây liềm trên tay, gã ta dễ dàng đánh tan lớp kết giới bằng dị hỏa của Dược Lão. Sau đó triệu hồi ra nhiều sợi xích định trói buộc ông. Dược Lão đành phải tung chiêu thẳng mặt Thứ Hộ Pháp nhằm làm gián đoạn công kích. Biết là trận chiến không dễ dàng, Thứ Hộ Pháp lên tiếng yêu cầu Vân Sơn nhanh chóng tiêu diệt Tiêu Viêm. Thế là lão ta phải sử dụng đấu kỹ tuyệt chiêu. Vừa thi triển, hai ngọn núi xung quanh đã bị hút lại gần nhau, dần dần chèn ép Tiêu Viêm. Trên bầu trời lại xuất hiện một thành vũ khí khổng lồ. Tiêu Viêm vội chạy ra phía xa, vừa kịp lúc thoát khỏi phạm vi hai ngọn núi va chạm, nhưng thanh kiếm thì vẫn còn đó. Khi thế thanh kiếm như thế chẻ tre giáng xuống, Tiêu Viêm buộc phải sử dụng đấu kỹ để ấn quyết. Uy lực để ấn quyết quả nhiên mạnh mẽ, không những phá tan thanh kiếm cùng ngọn núi mà còn làm Vân Sơn bị thương. Ngược lại thì Tiêu Viêm cũng trọng thương. Lão biết đấu kỹ mà Nam Chính thi triển tiêu hao rất nhiều đấu khí, chỉ có thể thi triển được một lần mà thôi, cho nên không đáng ngại nữa. Tiêu Viêm cũng cảm thấy bất an, hắn đành phải liều mạng nuốt một viên thuốc. Vân Sơn thấy vậy liền xông tới tấn công liên tục, nhưng Tiêu Viêm đã kịp thời tránh né, sau đó tranh thủ thời gian để thi triển chiêu thức Phật Nộ Hỏa Liên. Vân Sơn đã từng nếm thử qua uy lực của chiêu này, cho nên biết sự lợi hại của nó, lão cố gắng xông lên ngăn cản. Đáng tiếc là Tiêu Viêm đã có sự chuẩn bị, hắn ném ra mấy lọ dị hỏa để cầm chân lão ta. Cuối cùng thì Phân Nộ Hòa Liền cũng được dung hợp. Vân Sơn muốn quay xe thì đã muộn. Nhưng trước khi biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì tập phim đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo nhé. Xin chào!